em chia sẻ cái cách mà mình đổ thạch con cá nha mọi người. Thạch bi con cá, thạch con cá thì mình đổ bằng khuôn thì nó dễ rồi, nhưng mà cách đổ thạch bi thì nó cũng có cái mẹo nhỏ nên em chia sẻ cách làm. Thì để làm thạch con cá thì mình sẽ sử dụng là thạch rau câu con cá dẻo này nha mọi người. Em sử dụng là 2 gói cho là 350g đường. Mình có thể gia giảm cái đường lại nha mọi người. Mọi người có thể sử dụng là 250 cũng được. Nếu mà mình không dùng siro thì mình sẽ sử dụng là 350g đường. Còn nếu mà mình dùng siro thì mình sẽ sử dụng là 250g đường thôi nha. Đó thì rau câu con cá dẻo thì mình nó là thạch cherry cho nên là mình sẽ trộn chung với đường cát. Mình trộn chung với đường cát rồi mình mới nấu nha. Đó thì em sẽ sử dụng cái thạch bi, thạch khuôn khuôn bi như thế này để mình đổ thạch nè mọi người. Mình sẽ sử dụng là 2 lít nước cho 2 gói rau câu con cá dẻo 10g nha mọi người. Mình sau khi mà nước sôi thì mọi người sẽ cho từ từ cái đường vô rồi mình quậy từ từ nha. Để không nó bị vón cục á mọi người. Mình cứ vừa đổ vừa khuấy. Rồi sau khi mà mình đổ xong thì mình cũng quậy, mình nấu lên cho cái nước rau câu của mình nó sôi lên luôn nha. Nhớ là mình sẽ nấu sôi. Thì đối với cái thạch rau câu con cá dẻo này á, thì mọi người nấu chừng 5 phút thôi đó, chứ mình không có nấu lâu nha. Đó. Khi cho thạch vô thì mình sẽ quậy rồi mình nấu sôi lên như thế này. Đó, mình nấu sôi lên như thế này chỉ 5 phút thôi. Mình hạ lửa vừa, mình nấu sôi 5 phút, mình cứ quậy nó nha mọi người. Mình quậy nó. Sau khi mà mình cứ thành thấy cái thạch của mình nó trong lên á thì là được nha mọi người. Chừng 5 phút là cái thạch của mình nó chín rồi nha mọi người, không cần nấu lâu đâu. Đó, em nấu sôi từ từ, cái thạch của mình nó trong từ từ rồi nè. Đó thì mình sẽ tắt bếp, mình tắt bếp luôn khi mà nó sôi được 5 phút rồi mình tắt bếp. Còn đây là cái mẹo nè mọi người, đây là cái thạch con cá mình mua nha. Mình mua những thương hiệu uy tín thì đó thì mình mua những thạch này, những thương hiệu uy tín thì mình sẽ làm sẽ tốt và chất lượng hơn nha mọi người. Nói chung kinh doanh thì mọi người nên đầu tư và mình làm cái nào cũng vậy. Mình an toàn sức khỏe của mọi người là trên hết nha. Đó thì đây là những cái thạch con cá. Mọi người nhớ mình bỏ cho nó trọn vô cái lòng của những cái khuôn bi thì khi mình đổ thạch ra nó sẽ ngon. Con cá của mình nó nhìn sẽ đẹp mắt hơn nha. Thì rau câu mà sau khi mà mình nấu xong mình để cho nó nguội tầm 80 đến 85 độ rồi mình đổ cái thạch con cá vô cái thạch con cá. Thì cái mẹo của nó đó là khi mà mình sẽ cái thạch con cá mình mua về á, mình sẽ vớt ra và mình sẽ bỏ vô tủ lạnh nha mọi người. Mình bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh đó mọi người. Khi mà mình bỏ vô nó lạnh á thì khi mà mình đổ rau câu á nó sẽ không có bị tan ra. Thạch của mình nó không bị tan ra, bị loang màu ra và nó sẽ ra một cái hình rất là đẹp. Đó. Mình cứ đổ từ từ thôi mọi người, đổ từ từ vô ha. Cứ cho từ từ và nhớ cái này chỉ là cái mẹo để mà mình cho những cái khuôn này, cho những cái con cá này vô tủ lạnh thì khi mà mình đổ thì con cá của mình nó không có bị chảy và không bị lon ra thôi. Nó cũng là một cái mẹo nhỏ mà nhiều khi mấy bạn không để ý á. Em thì giống như là cũng nhiều khi em cũng bị fail đó mọi người, cũng làm đó. Ủa tại sao nó lại bị loang màu ra như thế này? Và nghiên cứu thì em cũng đã thành công và cho ra những cái thạch nó ngon như thế này nên em muốn chia sẻ tới mọi người. Nhiều khi cái mẹo đơn giản mà mình không để ý thôi mọi người. Đó. Và mình cứ cho từ từ cái nước rau câu vô. Rồi mình đậy cái khuôn này cũng là một cái kỹ thuật nha mọi người. Mọi người nhớ nhấn xuống và mình thấy cái nước rau câu của mình nó chảy ra một chút xíu, nó tràn ra một chút xíu thì sau khi mà mình thạch của mình đông lại á thì cái khuôn những cái viên bi thạch của mình nó sẽ tròn. Còn nếu như mà mọi người đổ vô mà mình đổ hơi ít á mọi người thì khi mà mình đóng lại á rồi mình lấy ra, khi mà đông mình lấy ra thì cái khuôn bi của mình nó không tròn. Tại vì nó không có đủ cái nước đó mọi người, không đủ nước thạch đó cho nên mà ra cái khuôn bi nó không tròn.
nó cũng là một cái kỹ thuật để mình đổ nha. Đó, mình nhấn xuống, mình phải nhấn xuống và cho nó, lúc này em bị thiếu nè, em bị thiếu cho nên là em phải đổ thêm nè, mọi người thấy không, em nhấn vô nó không có tràn ra đó. Và khi nhấn vô nó tràn ra như thế này thì ra cái thành phẩm khuôn bi của mình nó sẽ tròn nha. Và cứ như vậy thì mọi người đổ cho hết cái những cái khuôn bi còn lại nha mọi người. Đó, cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn, nhưng mà nhiều khi mình không để ý thôi. Đó, thì cảm ơn mọi người nha. Đó, mình cứ đổ từ từ như vậy thôi nha. Đó, thì mình sau khi mà đổ xong thì mọi người cho vô ngăn mát tủ lạnh cho nó đông lại. Sau khi mà đông lại rồi thì mình sẽ lấy ra, mình lấy cái thạch ra nè. Đó, mọi người thấy không, những cái thạch mà nó tràn ra thì mình sẽ kéo nó ra. Đó đó, em kéo nó ra thành những cái sợi thạch nè. Thì cái này mình bỏ đi nha mọi người. Và đây là cái thành phẩm nè. Wow, mọi người thấy đẹp không? Đó, những cái con cá của mình nó không bị, thứ nhất là nó không bị nó không bị loang màu. Đó, mọi người thấy không? Rồi mình sẽ lấy ra từ từ nha. Đó, những cái viên bi rất là tròn luôn. Và cái hình hài của cái con cá vẫn giữ nguyên nha mọi người, không bị chảy ra, không bị tan ra. Đó, mọi người thấy không? Đó, thì rất là vui luôn khi chia sẻ được. Đó, mọi người thấy nè, nó những cái con cá của em nó không có bị tan ra. Đó, và nó nằm rất là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy à. Đó, thì em là tiêu chí của em á, là em chia sẻ những cái gì mà nó có thể giúp ích dù một phần nhỏ cho mọi người. Em cũng muốn chia, em đem lên đây để em chia sẻ. Tại vì trong quá trình mình kinh doanh thì có những cái lúc mà mình muốn thay đổi tấp mình cho nó mới, nó lạ. Nhưng mà nhiều khi mình làm nó chưa thành công á, thì em đã làm thành công nên em muốn chia sẻ cái niềm vui và cái sự thành công này đến với mọi người, để giúp cho mọi người có thể mình thay đổi tấp mình cho nó mới lạ trong cái menu quán của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh của em và nhớ share kênh, like kênh cho nhiều bạn biết tới nha.